Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Sáng ngày 20 tháng 9 giờ địa phương, tại thành phố New York, Mỹ, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen bày tỏ vui mừng gặp lại, nhất là ngay sau khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo xung lực mới và khuôn khổ hợp tác lâu dài cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen bày tỏ vui mừng gặp lại, nhất là ngay sau khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, ổn định và thực chất. Việt Nam coi hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư là ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng Janet Yellen và Bộ Tài chính Mỹ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế, tài chính. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Mỹ. Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích như hạ tầng và dịch vụ tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vay nợ và viện trợ, thuế quan, thị trường vốn và chứng khoán. Thủ tướng cũng đề nghị phía Mỹ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản của Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chia sẻ đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện phản ánh những bước tiến ngoạn mục trong quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết, lòng tin, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc mở ra những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Mỹ. Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, Mỹ và Việt Nam luôn là những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau. Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của Mỹ. Hiện, Mỹ hợp tác với Việt Nam để tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực và Việt Nam có tiềm năng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn. Bộ trưởng Yellen cảm ơn các cơ quan chính phủ Việt Nam đã tích cực, chủ động làm việc với Bộ Tài chính Mỹ trong các nội dung về chính sách thương mại, tiền tệ và ngoại hối, ghi nhận nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc giải quyết các lo ngại của Mỹ liên quan đến những lĩnh vực trên. Liên quan đến hợp tác tầm khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thủ tướng đề nghị Mỹ dành thêm nguồn lực, tài chính để hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Hai bên cùng điểm lại những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính quốc tế, trong đó có việc giảm thiểu rủi ro toàn cầu, phòng ngừa khủng hoảng tài chính, thúc đẩy phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xanh, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung.